Nếu như các bạn đang định mua iPhone 15 á thì khoan nha, cái món này mới đã nè, đảm bảo là nó sẽ làm cho các bạn hài lòng về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Cùng mình mở hộp trong video này nha. Nãy mọi người thấy chỉ là cái thùng để vận chuyển thôi, đây mới là cái hộp chính của em nó nè. Phong cách đóng gói rất là quen thuộc của nhà Hi-Fi Man. Cái hộp này là để lượng phụ kiện nè mọi người. Trước mắt là mình sẽ có một cái sợi cáp USB-A sang USB-B. Đây là chuẩn 2.0 thì mình nghĩ chắc là dài khoảng 1 mét. Và thêm một cái sợi cáp để cấp nguồn cho thiết bị nè. Xin giới thiệu với mọi người, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Hi-Fi Man Serenade. Một cái chiếc đắc am tầm trung có giá niêm yết là 30 củ. Cho bạn nào chưa biết á, thì đắc am là một thiết bị để giúp cho chúng ta cải thiện chất lượng âm thanh, giúp cho các bạn có được cái trải nghiệm nghe tốt hơn rất rất nhiều khi mà chúng ta sử dụng nó với tai nghe hoặc là loa active. Về bề ngoài á, thì Hi-Fi Man Serenade được thiết kế là một cái khối nhôm, những cái góc cạnh á, sẽ được vát bo tròn để cho chúng ta có một cảm giác cầm nắm chắc tay, thoải mái hơn, không có bị cấn. Vỏ nhôm này đồng thời cũng sẽ giúp giảm thiểu những cái rung chấn không đáng có. Đập vào mắt mình á, là cái phần mặt trước này được hoàn thiện theo dạng bóng. Ở đây mình sẽ có 3 cái cổng kết nối dành cho tai nghe. Thứ nhất á, đó là XLR 4 pin, jack 6.3mm cũng như là 4.4. Bên cạnh còn lại sẽ là một cái núm điều chỉnh âm lượng. Phía trên này á, thì được hãng tích hợp 3 cái nút bấm để chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh chiếc đắc am này ha. Đây là phía mặt sau của nó nè. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nút on off cũng như là một khe để chúng ta cắm dây nguồn nó vào ha. Tiếp theo mình sẽ có một cái cổng cắm hình như là cổng thẻ nhớ microSD để up firmware cho nó nè. Theo tìm hiểu của mình á thì em nó hỗ trợ tới 6 cái giao thức đầu vào. Đầu tiên cũng như là đặc biệt nhất á, một cái cổng RJ45 để chúng ta có thể stream nhạc thông qua mạng LAN dành cho những anh em nào thích chơi không dây mà chất lượng cao ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối khá là quen thuộc, đó là USB, optical, coaxial và thêm một cái cổng analog input dành cho bạn nào muốn sử dụng nó như một chiếc preamp. Cổng layout mà cái con Serenade này hỗ trợ đó là XLR cũng như là RCA. Dành cho phần giải mã thì Hi-Fi Man trang bị cho em nó hai cái cụm chip Himalaya Pro R2R tích hợp chip FPGA mới và các cái điện trở có độ chính xác cao. Về phần công suất thì em này cũng khá là khủng, với con số là 4000mW. Tai nghe cao cấp có trở kháng cao hoặc là Lanai Magnetic thì có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng với em này. Hiện tại là em này đang có sẵn hàng tại Bagashop nên bạn nào quan tâm thì có thể inbox với tụi mình ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video.